ơn nuôi dưỡng suốt đời con ghi tạc. Còn nghĩa sanh thành các con khắc mãi ở trong tâm. Nắng mưa cha mẹ đã dạy dầm, nuôi con khôn lớn chẳng lời thở than. Công nuôi dưỡng của mẹ với cha sánh như trời cao biển rộng. Lòng hiếu thảo của cháu con như hạt bụi mà thôi. Mẹ ơi, các con dẫu có lớn mấy cũng vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Các con vẫn tha thiết được gọi hai tiếng mẹ ơi, thân thương triều mến trên cõi đời này. Lúc thuở mẹ sanh tiền, các con cháu cứ gì mãi mê với cuộc sống mưu sinh. Dòng đời trôi chảy, đứa đi làm, đứa đi học, hãy đứa này về thì vắng đứa kia, để mẹ với cha phải mỏi mòn nhớ thương chờ đợi. Hôm nay các con cháu đã trở về đây đông đủ lắm mẹ ơi, nhưng trớ trêu thai lại tiễn mẹ ra đi một chuyến đi không bao giờ mẹ còn trở lại. Mẹ ơi, tuổi thanh xuân của mẹ, mẹ đã dành hết cho các con, rồi lại đến cháu. Vậy mà nay chữ hiếu ân cháu con chưa kịp đáp đền mà mẹ đã vội bỏ ra đi. Mẹ ơi, giờ phút cuối cùng này, trước linh cữu của mẹ, các con cháu xin hứa với mẹ rằng anh chị em con cháu trên dưới sẽ hòa thuận, sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sẽ phụng dưỡng cha cho đến lúc trăm tuổi già, để cho hương hồn của mẹ được vui mà an lòng về nơi cửa Phật. Nếu như trước đây các con cháu có lỡ dại nói điều chi hay làm việc gì để cho mẹ buồn, mẹ giận, thì giờ phút thiêng liêng này, ngàn vạn lần xin mẹ hãy tha lỗi cho con, cho cháu. Mẹ hãy nhận của các con, các cháu ba lại sau cùng, để con cháu được báo hiếu cho mẹ và tiễn mẹ ra đi lần sau cuối. Các anh các chị ơi, xin hãy quỳ xuống và lại mẹ ba lại, rồi thành tâm cầu nguyện cho mẹ. Mẹ đi lần này là không bao giờ còn trở lại. Nam mô A Di Đà Phật. Các con các cháu xin nguyện đem công đức nhỏ nhoi của mình, nguyện cầu cho hồn của mẹ của bà được nhẹ nhàng siêu thoát về miền Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.